Baby, mày muốn chuyện với anh, trước hết là mày phải học lại tiếng Anh. Ăn cháo cột đá, bác mày đừng quên là ai đã từng dạy mày từ câu để bao vào trong bài nhạc. Homeboy, hôm nay tao là on mic. Mày đừng hỏi vì sao tao đây là quá ác. Chẳng phải nếu mà có tội, nó sẽ nói là thằng lồn nào sẽ vào trong bào xã. Nè, tao đây lâu à, tao là có con, còn mày tự nhiên mày là con cáo già. Trên tao kém cỏi mà mày quên là bao lần mày inbox để tao chỉ giáo à. Mày diss tao không dùng nở, chắc là dùng cu, hay là cu mày không có, còn khai lại dùng mu. Mày còn non lắm thằng cu. Tao thấy cái độ má trình của mày còn thua cả con su. Bập bẹ vài câu như lồn rồi cũng tỏ vẻ ca là ngông sao. Mày chơi cái gì mà vẫn nghĩ mày thắng, nếu như đột ngột mày tấn công tao. Nhạc khoa đăng cấp sao lại không người nghe, nhạc mày đến cao sao lại nhờ tao xe. Nhạc tao tệ sao lại có người khe, mày trên cao hả để tao cười nhé. Flow của mày thì không có khó, còn mày muốn tao bảo nhưng lại không có gió. Muốn được như tao thì chuyện không có đó, về nhà mày tao nhổ phận được con ngông đó cho. Phật đủ má con tiếp nè cu, chưa hết đâu. Bố mày là on my, giả lại cái thằng con trai, không những bỏ vào khoang thai, tẩy mày phải trong quan tài. Ôi, lên gọi tới bi cái đây tiếp trị cho tao đế sợ nhóc đây kẹp tì xuyên mày chết cho mày đéo kẹp kẹp mày khi phần câu tao như lưỡi cơm đầy sắc thi. Nếu mà khoa có lép thì kêu anh em của khoa vào phụ khoa. Mày liên tập cho lên trình chứ đừng có mãi cắm đầu vào nhũ hoa. Mày đừng có mà sao cha ở trước cái mặt anh nhà. Mày chỉ là một thằng tội phạm, còn anh đây chính là ông thanh trà. Mà phó tao tao khai hỏa tiền thằng nhóc này chờ phải gọi âm hộ tiêu sống. Cái nhà phải nhà mày đéo chưa một ai ra mà thầm mộ nè. Quỳ xuống tao đánh thằng nhóc vì tội thích thích nhau. Kể lại thằng nhóc này thật ngổ nghịch và đừng hỏi vì sao là đít đào. Trận này mày gặp tao như xe mất phanh, không thể nào mà thắng. Kẹp cũng đừng có mơ một ngày mình quay về làm partnership boy. Sự nghiệp của mày hôm nay thì cũng đến lúc phải dừng chân. Mày đau lòng không khi thằng chấm dứt nó lại là thằng mày từng thân. Tao biết là mày có cố gắng nhưng vẫn chậm chân. Tại cho tao khuyên mày nên dẹp mai cũng bất chơi hàng gãy để ảo tưởng bản thân của mình đây là đẹp trai. Rồi của tao thì uyển chuyển đang đầy biến hóa. Còn mày rap bao lâu rồi, tại sao đéo bao giờ mày chịu tiến hóa? Mày biến mẹ mày đi đường đua, tao đéo muốn đứng với kẻ thuộc cục bất tài. Dẹp mai cũng có OVV, đó chính là lệnh của vua buộc.